nay Thắng sẽ hướng dẫn cho các bạn, nhất là các bạn trẻ nhá, cái cách để các bạn có thể là giặt quần áo này. Đó, lại còn với dùng cái sản phẩm của Vitaline nữa cả nhà nhá. Đầu tiên là ví như với cái lồng máy giặt này, các bạn bỏ ra cho quần áo vào đây. Nói chung một lần giặt thì các bạn giặt tầm 5 đến 7 cân nhá. Cái chăn này khá to. Cái chăn này chỉ giặt một mình thôi nhá cả nhà nhá. Cái chăn này to này, mọi người giặt một mình nó đây thôi. Đó. Đây là máy giặt 7,5 cân, các bạn sẽ đóng nắp lại này, đóng thật chặt nhá. À, đây là sản phẩm của Vitaline này. Đó, cái can 3,2 cân này các bạn vặn này ra này. Rất là đậm đặc đúng không ạ? Chắt ra cái chai này các bạn nhé. Nếu mà ấy thì mình chỉ cho một nửa nắp này thôi. Sau đó các bạn cho vào đây. Đó. Rồi, ok. Xong. Đóng nắp lại. Thơm lắm. Rồi, xong chúng ta mở nút lên. Chúng ta chọn chế độ giặt tấm trải thường này. Sau đó bấm chạy thôi, thế là xong. Đấy các bạn thấy không? Với một cái sản phẩm rất là thông minh này và sản phẩm nó tuyệt vời như này thì nhà ai cũng cần. Đó. Và nó là một sản phẩm từ thiên nhiên nên nó không có chất hóa học nên nó rất an toàn cho con người. Đó, nên anh chị em giặt quần áo thì chúng ta hãy nên giặt những cái sản phẩm mà nó không có chất hóa học này để giúp bảo vệ cho cơ thể của mình, cho làn da của mình và giúp loại bỏ yếu tố hóa học ra khỏi những cái chăn thảm rồi những cái đồ quần áo các bạn giặt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.